tôi ơi, hãy dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, thánh danh của Ngài, nào ca tụng hỡi lòng trí tuệ. Ngài là đấng sự an công minh cho những người đang bị áp bức, ban lương thực cho người đói ăn và giải phóng cho người tù tội. Linh hồn tôi ơi, hãy dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, thánh danh của Ngài, nào ca tụng hỡi lòng trí tuệ. Chính nhân và thương giúp cho người kiều cường. Linh hồn tôi ơi, hãy dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, thánh danh của Ngài, nào ca tụng hỡi lòng trí tuệ. Tôi ơi, hãy dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, thánh danh của Ngài.